Bây giờ là 11:48, trời tối. Và chúng tôi đang đi ngoài đường. Chúng tôi sắp làm một chuyện rất là ghê gớm. Đó là ăn cắp xôi. Các bạn hãy chờ đợi tiến tới cái chỗ mà cần bẻ xoài. Chúng tôi đang kêu gọi đồng đội, vì một mình anh Tài không thể nào mà bẻ được. Đồng đội của anh Tài sắp tới. Anh ấy đang đi tới. Và đồng bọn của anh Tài ở đây đó là anh Đinh Trọng Ân. Anh ấy đã tới. Đây là đồng đội của anh Tài. Chưa. Và anh ấy đây. Tôi thích mùi vã của anh ấy đây. Là con đĩ Tài đây, gọi con đĩ Tài sao.